Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và lại là mình Phong Cận TV đấy bạn ơi. Và như anh em đang nhìn thấy ở trên màn hình, vâng, mấy bạn không nhìn nhầm đâu. Hôm nay mình đang gọi là chơi một cái tựa game mới mọi người ạ. Thì trước giờ anh em thấy gọi là trên kênh YouTube của mình toàn là chơi Minecraft nè, rồi Mini World nè, đúng không? Chứ các bạn ít khi nào thấy mình quay một cái video nào đó mà chơi một cái tựa game khác hết, đúng không? Đấy. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái tựa game vô cùng hot luôn bạn ơi. Thì cái tựa game này có tên là Control Pay. Thì cái tựa game này là một cái tựa game chiến thuật trực tuyến ở trên PC và được lấy bối cảnh là thời Trung cổ ngày xưa nha các bạn nha. Đấy. Và khi mà các bạn chơi cái tựa game này nè, là các bạn sẽ được vào vai là một vị tướng quân vô cùng mạnh mẽ. Đấy, bạn thấy không? Đây, đây chính là con tướng của mình nè. Thì hôm nay là mình với anh Dịch mới vừa tìm hiểu thử con game này và bọn mình đã chơi chung với nhau. Thì anh Dịch bảo mình là ôi, con game này hay phết nha, hay là bọn mình làm một video về con game này đi, thử chơi chung với nhau cho vui. Đấy, cho nên là hôm nay mình cũng làm luôn. Thì nếu những bạn nào mà có xem video của anh Vịt thì mình nghĩ rằng chắc các bạn cũng biết rằng là anh Vịt cũng mới vừa gọi là làm một video về tựa game này, đúng không nào? Ok, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để có thể chơi tựa game này nha. Thì để có thể tải được con game này á bạn thì rất là đơn giản thôi. Mấy bạn chỉ cần lên trên Steam, sau đó các bạn chỉ cần search cái tên là Control Pay này thì các bạn sẽ tìm được cái tựa game này ngay thôi. Thì cái tựa game này là một cái tựa game hoàn toàn miễn phí luôn nha. Hoàn toàn miễn phí luôn. Mình không hiểu tại sao một cái tựa game đẹp như thế này, gọi là chiến thuật đỉnh cao và đánh vui như thế này mà lại miễn phí mọi người ạ. Mới đầu mình xem trên YouTube á, mình thấy nhiều người chơi game này rồi thì mình nghĩ là ôi, chắc con game này chắc phải tốn vài triệu mới có thể tải về được á, nhưng mà ai ngờ đâu là nó miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn nha. Thời mình bất ngờ dễ sợ luôn á. Thì mình đã tải con game này về rồi, bây giờ thì mình sẽ vào test game cho các bạn xem nha. À quên, bạn nào muốn tải game thì có thể kéo xuống phần mô tả và bình luận, mình có để link bên dưới để tải game về chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Ok. À mà quên nữa bạn ơi, hiện tại là tựa game này đã có phiên bản tiếng Việt dành cho những bạn nào mà không giỏi tiếng Anh có thể sử dụng tiếng Việt để chơi giống như mình nè. Chẳng hạn mình thì mình là một cái người gọi là không giỏi tiếng Anh cho lắm, cho nên á thì mình có thể cài tiếng Việt để mình chơi nha. Chỉ cần click vào nó, sau đó chọn cái phần cuối cùng nữa bạn. Đấy, các bạn chỉ cần chọn cái phần gọi là ngôn ngữ, ok, sau đó là chọn tiếng Việt nha. Mới đầu thì nó sẽ là để là English, ok, là tiếng Anh á, các bạn có thể đổi thành tiếng Việt, Vietnamese, ok. Thế là xong, vào game là sẽ tự động chuyển thành tiếng Việt cho các bạn nha. Thì sau khi mà vào game á các bạn, thì mấy bạn sẽ có một cái phần là tạo nhân vật nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo nhân vật nè. Thì đây là con nhân vật cũ của mình nè, các bạn thấy ngầu không? Ngầu dễ sợ, ngầu đúng không? Ok, thì các bạn có thể tạo nhân vật. Thì đây, các bạn sẽ xem đây, chúng ta cần bấm vào đây, sau đó bạn hãy chọn nhân vật của bạn là nam hoặc là nữ. Thì tất nhiên là mình là nam thì mình chọn nữ rồi. Nhầm. Ủa cái gì vậy? Mình là nam thì mình phải chọn nam rồi. Ok rồi, mình chọn nam là tiếp tục nè. Tiếp theo nữa là bạn có thể chọn được kiểu tóc nè, mẫu mắt nè, sau đó là cả những cái hình xăm ở trên có con nhân vật của bạn luôn. Thì tất nhiên rồi các bạn, đây là một cái tựa game mà chiến đấu mà, cho nên là phải có những cái hình như thế này nhìn nó mới ngầu con nhân vật, các bạn hiểu không? Đây giờ mình sẽ thử mình cho con nhân vật của mình trở thành Joker Việt Nam nha các bạn nha. Đấy nè, cho nó thêm cái bộ râu rồi cái kiểu vô. Ôi, râu mà thắt bính luôn bạn. Phải rồi, các bạn có thể chọn màu cho râu luôn nha, xịn dữ. Ok. Ở đây đây mình chọn cái bộ râu này đi, cái bộ này râu này ngầu nè. Ok. Sau đó là chọn mắt nè. Tiếp theo nữa là chọn kiểu tóc. Thì ở đây thì mình thấy rằng là có tóc này sao nhìn thì mị nết na vậy? Tóc này nhìn giống con gái vậy? Ok. Thì ở đây mình thấy có một cái kiểu tóc này khá là Trung Quốc nữa bạn. Đó. Mình coi ở trong mấy cái bộ phim gọi là cổ trang ngày xưa mình thấy hay có mấy cái kiểu tóc như thế này nè. Đấy, ok, nhìn khá là đẹp trai. Rồi đó, các bạn có thể chọn cả khuôn mặt của nhân vật các bạn. Mình sẽ chọn khuôn mặt này đi, nhìn cho nó đẹp trai, nó điển trai xíu. Ok, sau đó là cho biến thành Joker luôn. Ok, đấy, đeo râu vô, nhộm râu thành màu đỏ luôn, tóc nhộm thành màu đỏ luôn. Đấy, nhìn nó mới ngầu. Ui, nhìn ngầu phết. Ok rồi, tiếp tục nè. Thì tiếp theo nữa bạn có thể chọn tên cho các bạn nha. Thì ok, mình sẽ thử nhập một cái tên nào đó, chẳng hạn như là Phong Cận 123 chẳng hạn. Ok, sau đó xác nhận. Rồi, thế là xong, các bạn đã có thể tạo được một con nhân vật cho các bạn rồi. Ok. Và sau khi các bạn tạo xong nhân vật thì các bạn sẽ đến với cái phần gọi là sử dụng thử vũ khí nha, để test thử game á các bạn. Ok. Thì các bạn có thể thấy là game cái hình ảnh của nó cực kỳ đẹp luôn bạn. Các bạn nhìn nè. Ui, game kiểu nhìn nó 3D nó xuất sắc phải nồi luôn. Phải nói công nhận là cái tựa game này mình không hiểu sao mà nó có thể miễn phí được luôn các bạn. Tại sao một cái người họ có thể tạo ra một cái con game có đồ họa đẹp như thế này, họ mất công, họ nhiều khi họ mất biết bao nhiêu tiền để họ có thể code được con game như thế này mà họ lại cho hoàn toàn miễn phí, mình không hiểu luôn á. Ok.
À mà mình quên nữa bạn ơi, thì con game này không chỉ là một con game chỉ dùng để chơi bình thường đâu nha. Mà con game này nó còn có cả những giải đấu nữa nha các bạn nha. Và ở trên toàn thế giới là những người trên thế giới, những người nào mà đam mê con game này thì có cả những đội hình để gọi là đi thi đấu nữa. Ở trong đó có cả Việt Nam của chúng ta cũng đã có đội để đi thi đấu tựa game này rồi. Thì sắp tới này á, sẽ có một cái mùa giải mới. Thì cái mùa giải mới này có tên là Tyranny nha mọi người nha. Thì mọi người nhớ theo dõi cái mùa giải này nha. Ok, thì mình đã vào rồi, bây giờ mình sẽ thử mình chọn cho mình cái loại vũ khí nữa đi. Thì ở đây chúng ta có thể chọn rất là nhiều vũ khí. Chẳng hạn như là đao nè, đấy. Chẳng hạn như là kiếm và khiên này. Hoặc là giáo này, đó. Bạn có thể chọn cả búa luôn, đấy. Nhìn xịn xò dễ sợ. Ok, thì bây giờ mình sẽ thử mình chọn cây búa đi. Coi coi nó có xịn không nha các bạn nha. Không biết nó có đẹp không, nhưng mà từ trước tiên thì, vũ khí thông thường. Ôi, có cây này ngầu hơn nữa bạn. Đây, cái cây này, nhìn cái cây rìu này ngầu hơn nè. Ok, mình sẽ chọn thử cái cây rìu này đi. Rồi, ok. Sau đó là bạn có thể gọi là tập luyện thử bằng cái vũ khí này nha. Thì các bạn chỉ cần dùng chuột thì bạn có thể dùng để đánh được. Đó. Đấy. Đấy, xịn chưa, xịn chưa. Ok, và tiếp theo nữa mình sẽ thử sử dụng kỹ năng cho bạn xem nè. Mình sẽ thử solo với ông này. Ok, hai người đều cầm rìu luôn. Nhào đây. Kỹ năng, xoay vòng tròn. Đó. Đấy. Đấy. Đấy, ui các bạn nhìn, các bạn thấy sử dụng kỹ năng đẹp không các bạn? Ok. Mà trong đây còn có cả những cái động tác có thể nhào lộn chẳng hạn nè, để bạn có thể né được gọi là người ta tấn công của kẻ địch. Đấy, ok. Đây mình sẽ thử sử dụng kỹ năng này coi. Ui. Ui, ngầu vãi. Ok. Win. Đấy bạn thấy không? Nói chung là cái tựa game này cái cảm giác chơi game nó sẽ rất là thật luôn mọi người ạ. Mọi người có thể chọn bất cứ loại vũ khí nào mọi người muốn. Cả song kiếm nè. Đây mình là sử dụng một lần hai cái kiếm luôn hả? Đây mình sẽ thử sử dụng một lần hai cái kiếm thử sao nha. Ok. Mình sẽ tiếp tục đối kháng với ông này. Vô nào. Ui ngầu. Ui vãi trưởng. Mấy cái động tác đánh nhau ở trong game này phải nói là nó cực kỳ ngầu luôn các bạn ơi, nó cực kỳ xịn luôn. Ok. Và tiếp theo nữa là sẽ có phần gọi là cưỡi ngựa huấn luyện nè. Đây chính là con ngựa của mình đây. Mình sẽ leo lên con ngựa này. Nhấn B để lên ngựa. Ok. Rồi. Vô nào. Đấy. Ui. Thời luôn á. Nhìn đồ họa đúng thật luôn. Ok. Ủa, nhảy. À ok. Nhảy. Vừa. À mấy bạn có thể vừa cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa. Mấy bạn có thể vừa quýnh kẻ địch được luôn nha. Đấy. Mấy bạn có thể dùng vừa cưỡi ngựa nè. Vừa đánh kẻ địch này. Đấy. Ok. Ui. Thời luôn á, cái game này mình kiểu cảm giác thật phải chưởng các bạn ạ. Tại kiểu như là cái con ngựa khi mà nó di chuyển á, nó có cái độ nhịp và cái chuyển động của con nhân vật nó cũng thật hơn. Ok, xịn vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ vô test thử cho anh em xem gọi là đấu thực chiến sẽ như thế nào nha. Ok, vào trong game nè các bạn ơi. Thì cái tựa game nè các bạn, nó có một cái điều đặc biệt ở chỗ nha. Thì tựa game nè các bạn có thể chơi online được với nhau và rất là vui luôn. Hiện tại mình thấy ở trong đây có rất là nhiều những người Việt và những người bạn ở trên toàn thế giới ở trong cái tựa game này rất là đông luôn mọi người ạ. Lâu lâu mình có gặp một số những cái người nước ngoài cái kiểu nữa. Đấy. Ok. Và cũng có Việt Nam chơi hôm nay luôn nha. Mà khoan nè, các bạn hãy nhìn con tướng của mình nè đây. Các bạn có thấy gì khác biệt với hồi nãy không? Hồi nãy bạn có nhìn thấy là con tướng của mình là nó không có skin đẹp như thế này đúng không các bạn? Hồi nãy con tướng của mình khi mà vào trong game á, mới vừa tạo nhân vật á, thì nó sẽ chỉ là mặc một cái áo trắng nè, một cái quần màu nâu thôi, chứ nó không có gọi là cái bộ giáp đẹp như thế này. Thì nếu những bạn nào xem video của anh Dịch thì bạn có thấy trời ơi, con tướng thời luôn. Con tướng nhìn nó phèn dễ sợ, nhìn nó kiểu nó y hệt như là con lính vậy đó. Đã nói là tướng thì phải mặc giáp cái kiểu cho nó ngầu vô, bạn hiểu không? Cho nên là mình đã quyết định đầu tư cho gọi là con tướng của mình một bộ giáp thật là đẹp mọi người. Dạ, ok. Rồi, thì mấy bạn có thể mua trang phục ở đâu? Thì các bạn chỉ cần bấm chữ B trên bàn phím nè. Các bạn có thể thấy đây là nhân vật của mình. Mới đầu nha, thì con nhân vật nó sẽ mặc những cái bộ đồ rất là xấu luôn. Thì các bạn có thể mua cho nó. Thì mấy bạn chỉ cần bấm vào cái phần gọi là cá tính hóa nè. Đấy, thì bạn có thấy là trong cái mùa này có rất là nhiều những cái bộ skin mới đang giảm giá các kiểu. Đó, thấy không? Toàn cái bộ đẹp không? Ui, bộ màu đỏ này nhìn ngầu vậy. Bộ màu xanh nữa kiểu nè. Ui, xịn dễ sợ bạn ơi. Đấy, rất là nhiều những cái lựa chọn cho bạn lựa luôn. Ui, nhìn mấy cái bộ này nhìn nó nam tính dễ sợ nha. Nhìn nó ngầu dễ sợ luôn các bạn. Wow. Đấy, nói chung là có rất là nhiều luôn. Mấy bạn có thể lựa tha hồ mà lựa thoải mái luôn. Đấy, và mấy bạn quan trọng là bạn có tiền hay không thôi. Chứ skin trong đây là không thiếu nha bạn nha. Ui, sao bộ nhìn giống ông già Noel vậy? Hình như là ông già Noel thiệt các bạn ơi. Hình như bộ này là ông già Noel thiệt nè. Phải nồi được. Có cả ông già Noel trong đây luôn. Ok. Đấy, và có cả phần gọi là vũ khí thì các bạn có thể gọi là nâng cấp vũ khí các kiểu.
Và ngựa thì các bạn cũng có thể đổi skin cho ngựa của các bạn luôn nha. Đây, đó, có con ngựa này, con ngựa tuần lập này mà nãy mà đi chung với bộ skin ông già Noel là hợp lý luôn các bạn. Đấy, ui, rất là ngầu luôn, rất là nhiều thứ luôn cho bạn có thể dùng. Có cả động tác luôn nữa các bạn. Động tác tặng hoa nè. Động tác tặng hoa, động tác nhảy này. Ui, múa mây quay cuồng các kiểu. Ui, rất là nhiều luôn các bạn ơi. Đấy, rồi. Và tiếp theo nữa là cái phần gọi là binh lính ở trong đây thì đã nói là tướng quân thì tất nhiên đã làm tướng thì là phải có lính luôn các bạn. Thì các bạn có thể mua lính ở trong đây luôn nha. Hiện tại là Phong chỉ mới chơi được có vài ngày thôi. Cho nên là nick của Phong vẫn còn hơi yếu. Phong chỉ có những con lính level tầm level 2, level 8, level 3 như thế này thôi. Đây, có những con tướng có những con lính mà Phong được tặng là có những con level 12 luôn nè. Đấy. Thì mấy bạn có thể được lựa chọn những con lính cho bạn thích con lính nào bạn lựa con đó. Ok. Và bạn có thể nâng cấp cả lính cho bạn lên luôn. Đây, nâng cấp lên nè. Nâng cấp lên. Đấy. Và lính của bạn càng mạnh thì các bạn sẽ càng có cơ hội chiến thắng nhiều hơn. Bởi vì là tất nhiên rồi, người ta thường nói là đoàn kết là tất cả, bạn hiểu không? Đấy. Chỉ cần một mình không thể nào nhào vô một quýnh 100 được, mà phải có cả binh lính đi theo nữa thì mới đánh được, bạn hiểu không? Đấy, ok. Đấy, và cái đó là cái phần lính của chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ thử cho các bạn xem thực chiến ở trong game thì sẽ như thế nào nha. Đây, các bạn chỉ cần bấm chữ Z nè. Đấy, và bạn có thể thấy ở đây là có rất là nhiều những cái chế độ chơi khác nhau. Thì có mấy chế độ này thì mình chưa mở được, tại vì nó yêu cầu cấp khá là cao, cho nên là mình chưa có mở được. Ok, thì ở đây có cả cái phần công thành chiến nè. Thì cái chế độ này khá là hay. Một tí nữa mình sẽ vô mình test thử cho các bạn xem nha. Ok. Và ở trong cái mùa giải mới này các bạn, thì nó có một cái tính năng mới là khi mấy bạn bấm F5 á, thì sẽ cho mấy bạn gọi là rất là nhiều những cái sự lựa chọn trong đây. Đấy, các bạn có thể chọn gọi là lính nè, chọn tướng cho các bạn nè. Các kiểu chọn cả bùa luôn nha các bạn nha. Có cả bùa luôn nè. Đấy, ui, mình nhận được bùa nè các bạn. Đấy, các bạn có thể sử dụng những cái bùa này để bạn có thể làm cho nâng cấp con nhân vật của bạn mạnh hơn, khỏe hơn, con tướng của bạn mạnh hơn, khỏe hơn. Và ở trong cái phần F5 này á, có cả cái phần gọi là thử thách hàng tuần mọi người ạ. Thì cái thử thách này á, khi các bạn gọi là thực hiện xong thử thách thì bạn có thể nhận được rất là nhiều những cái phần thưởng ở trong đây. Và những cái phần thưởng này không phải thừa đâu nha các bạn nha. Những cái phần thưởng này sẽ giúp cho bạn có thể gọi là nâng cấp cho con tướng của bạn khỏe hơn. Đó, ok. Mình được cái rương này để mở coi được gì. Ui. Ok, vâng, rất là nhiều thứ đẹp luôn mọi người ơi. Đấy, ok. Và nó có cả những cái phần như là hành trình anh hùng nè, hay là thử thách mùa đấu này, chinh chiến thiên hà. Ui, rất là nhiều những thứ mới mẻ trong đây. Ok, mấy cái phần bùa này thì hồi nãy mình mới mở khóa, tí nữa giờ mình vô mình cài mấy cái bùa vô đó coi con nhân vật của mình nó có khỏe hơn không nha các bạn nha. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ vào mình test thử một trận thực chiến cho bạn xem coi cái game này khi mà vô trong thực chiến thì nó sẽ như thế nào nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ bấm lại gần cái thằng nhân vật này nè. Sau mình chỉ cần bấm chữ F để tương tác với nó. Mình chọn phần đấu ghép. Hồi nãy mình đã giới thiệu cho các bạn mấy phần này rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử chơi cái phần công thành chiến để bạn thấy, để mấy bạn xem thử công thành chiến là như thế nào nha. Ok, vào trận nào. Ok, vào trận rồi nè các bạn ơi. Thì đây, mình sẽ cho các bạn thấy gọi là công thành chiến là như thế nào nha mọi người nha. Mình nói thật với các bạn là cái game này nó cuốn lắm mấy bạn ơi. Bạn sẽ phải chơi thử, những bạn nào mà có PC á phải chơi thử game này. Game này là miễn phí trên Steam. Mình nói thật, một cái game hay như thế này mà tại sao lại miễn phí nha. Game hay thật sự luôn á. Ok. Thì khi vào trong game á thì các bạn có thể lựa chọn cho các bạn được lính mà các bạn muốn. Thì ở đây chẳng hạn mình có thể lựa chọn cho mình là con lính này đi. Lính này khá là ngầu nè và rất là mạnh nè. Con này là một trong những con mạnh nhất lính của mình. Thì bây giờ mình sẽ chọn nó nha. Đấy. Các bạn có thể chọn những con lính nào mà các bạn muốn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi một trận chiến nảy lửa là sẽ như thế nào ở trong tựa game này nha. Ok. Vô nào, hồi hộp quá. Ok, thì như mình đang thấy team của mình đang ở trong thành mọi người ạ. Thì chắc là mình sẽ là bên đội thủ thành rồi. Đó. Thủ thành có nghĩa là sao? Là chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta là sẽ phải bảo vệ cái thành của chúng ta không cho kẻ địch gọi là chạy vào xâm chiếm, mày hiểu không? Ui, bạn nhìn nè. Đông dễ sợ đông các bạn. Đông lắm đúng không? Đấy, nhìn nè. Ui, đông dễ sợ đông thời luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ ui đây bạn nhìn kìa, ở bên dưới kìa bạn thấy không? Mấy cái hàng đỏ bên dưới kìa. Đó chính là kẻ địch đó bạn. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt những cái hàng này. Mình sẽ chạy đến đây, mình lắp cho mình một cái cây súng ở đây để mình bắn vào nó nha. Đây, mình sẽ lắp cho mình cái súng. Ui. Ui, mà nó chèn lên rồi, mà nó chèn lên rồi. Không kịp rồi. Lập đội hình. Tấn công đi mấy cưng. Ok, lính của mình nhà đánh nhau rồi. Ok, ui, nó đông quá. Mình không biết là mình có nên nhào vô hôm nay tại mình thấy đông quá, nhưng mà hình như là team mình đang bất lợi rồi. Mình vô, mình sẽ vô phụ thấy là sao được.
Trời, đông quá, đông quá. Ở trên đây mấy thanh niên này lại dùng lính bắn cung chứ, trời ơi. Lính bắn cung nó yếu lắm. Ha, đây, kẻ địch tràn lên trên đây rồi bạn ơi. Thủ thôi. Để tôi. Tôi sẽ dùng kỹ năng đặc biệt kiếm katana. Ok. Đây, kiếm katana của mình nó có kỹ năng đặc biệt, đó chính là mình càng chém thì nó sẽ càng hút máu nha các bạn nha. Đó, bạn thấy không? Ui, xịn chưa? Ây da, mấy thằng lính này nó dám đánh mình. Láo thật. Lính lát mà dám đánh tướng hả? Mày biết tao là thánh giống Việt Nam không hả? Này, lính lát nè. Ui, mấy cái thằng lính nó cầm khiên cái này nó khỏe dễ sợ bạn ơi. Cái gì vậy? Phải rồi, nó dẫn lính lên tới đây luôn rồi. Dẫn lính lên hả? Một mình phong chấp hết. Anh em tiến lên nào. Đó, mày thấy không? Mấy thằng lính này nó có khiên đánh khó chịu hay thôi. Cầm khiên với chúng tôi. Mình phá hết khiên của nó luôn các bạn ơi. Cầm khiên với chúng tôi. Này thì cầm khiên. Ok. Mình phải đánh hết mấy thằng lính, sau đó mình nhào vô mình đánh thằng tướng luôn. Kỹ năng à. Lốc xoáy kiếm. Ui, Yasuo Việt Nam. Ui, mấy thằng lính nó tràn lên đông quá bạn ơi. Ui trời ơi bạn ơi, bạn nhìn kìa, mấy thằng lính nó tràn lên đông quá. Chắc là mình chắc là mình phải kêu lính mình ra thôi. Mình phải đi mình triệu tập lính của mình thôi. Lính của mình hồi nãy lính của mình nhào ra bị tiêu diệt sạch rồi. Cho nên là bây giờ mình phải đi gọi thêm lính. Ui, cái gì mà quân địch đông vậy? Để tôi. Kỹ năng đặc biệt. Yasuo Việt Nam. Này thì chết này. Ui, sợ chưa. Ui, tính ra mình dùng kiếm katana mình đánh đỉnh vãi bạn à. Kiếm katana chém hơi bị nhanh và hơi bị đau luôn á. Ê, có thằng tướng kìa. Ok, mình giết thằng tướng tìm nó rồi. Đấy, mình đã chiếm được cái thành này luôn rồi. Hình như là mấy thằng địch hồi nãy là nó tiêu diệt hết lính của mình rồi. Bây giờ mình phải xuống mình triệu hồi thêm lính nha các bạn nha. Đây, ở bên kia. Đây. Bọn nó chèn hết vào trong rồi. Để mình gọi ngựa ra. Mình vừa cưỡi ngựa mình vừa đánh luôn các bạn ơi. Ui, thằng nào đánh lén sau lưng rồi vậy? Láo thật, đánh lén sau lưng à. Ui, chạy hả? Đứng lại coi. Đánh lén sau lưng hả mày? Trời ơi bạn ơi, thời luôn á. Team thằng này phải công nhận là lính mà nó khỏe ghê luôn bạn. Có một thằng lính mình chém nãy giờ chưa chết nữa. Này thì bắn cung nè. Mấy cái thằng mà nó có cái ký hiệu, cái cây cung trên đầu nữa bạn, là những thằng tướng nha. Các bạn tiêu diệt được những thằng tướng là coi như là mấy thằng lính xong phim rồi. Mấy cái thằng lính này hiện tại là nó chưa được ra lệnh đánh, cho nên nó đứng yên một chỗ cho mình đánh luôn bạn ơi. Ok. Rồi, có vẻ là mình đã tiêu diệt được kha khá rồi các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ gọi lính của mình về nha. Ôi, đánh nhau bên kia. Đây, ở chỗ này nó có mấy cây súng nè. Chúng ta có thể sử dụng súng để bắn nhau luôn nha các bạn nha. Đây, mình sử dụng súng nè. Bắn nè. Đó, sử dụng súng để tấn công cái địch. À, bọn nó bị bao dây rồi các bạn ơi. Kẻ địch bị bao dây rồi. Đây, tôi sẽ đứng từ xa tôi bắn như thế này là bảo đảm với bạn luôn là tí nữa quân địch chết hết. Nạp đạn hơi lâu các bạn ạ. À. Rồi, tôi giết được một thằng tướng bên team đó rồi. Quá xịn luôn. Cây này bắn hơi bị đau luôn các bạn. Trên kia có một thằng tướng địch đang còn có tí máu kìa. Bắn thêm một viên nữa là chết nè. Này chạy à. Chạy với chúng tôi. Đấy, ok. Thôi đứng đây bắn cung mãi tôi cũng giết được hai thằng địch đó bạn ơi. Bây giờ tôi nghĩ là tôi nên dùng kiếm tôi nhào vô tôi đánh luôn. Tại vì tôi càng để lâu thì gọi là bọn nó càng tràn lên hơn. Ui. Mấy thằng cầm cung. Ai? Kỹ năng đặc biệt chém hút máu. Chết rồi, tôi bị hết máu rồi bạn ơi. No. Kỳ này tôi tan rồi. À! Trời ơi, tôi chơi ngu rồi. Pha đó tôi nhào vô là tôi chơi ngu rồi. Trời ơi, chết, mình bị nóng tính quá mọi người ạ. Mình bị gọi là mình lao vô liền nhưng kiểu này tan rồi. Ok. Đây mình gọi lính mình lên nè. Tấn công! Lên nào. Ha, thằng tướng bên team kia nó đang chạy. Để mình đuổi theo. Ui, nó chạy rồi. Tấn công! Thằng này chạy dai thiệt chứ thầy. Gọi ngựa ra đuổi theo luôn. Mình kỳ này mình quyết tâm mình solo với thằng này một trận. Mày đâu rồi? Ui, đông quá. Trời ơi, tôi chạy ra mà ai về đây quân nó đông quá. Mà không sao, mình cũng có lính ở đây mà. Tiến lên nào anh em. Nó đang hồi máu kìa, đánh luôn. Đó. Mà yếu như em tao đâu. Ui, nó chém tôi đâu quá. Ui, tôi còn có tí máu à. No. Chém hồi máu. Ui, lính tao đông nha, lính tao hơi bị đông nha. Tấn công nào anh em ơi. Đuổi theo nó. Đúng rồi. Đánh mày rớt khiên luôn nè. Yes, mình giết được nó rồi, mình tiêu diệt được nó rồi. Ui, mày. Hết máu. Để mình cuốn máu ra. Ui, tiêu diệt được nó bạn ơi, mình trả thù được rồi. Tính ra cái thằng đó là thằng hồi nãy giết mình luôn á bạn. Mình trả thù được nó luôn rồi nè. Phải. Đó, bạn thấy không, mình còn có tí máu thôi. Mình vẫn đánh thắng được. Mày thật. Ok, đi nào mấy em ơi. Mấy em lính của tôi ơi, đi nào. Thời luôn game này sợ vậy. Đây, mình chiếm khu này luôn. Mình không cho nó hồi máu nữa. Ok, mình sẽ gọi thêm lính ra nha. Rồi, ok, chiếm thành công khu này các bạn ơi. À, mình nghĩ rằng là lính của mình
chắc là mấy thằng lính này là cũng được rồi, mình không cần gọi thêm đâu, mình phải tiết kiệm lính mọi người ạ. Tại lính trong đây một khi đã chết là không hồi sinh được đâu nha các bạn nha, cho nên các bạn phải có chiến thuật sử dụng lính của mình như thế nào, cách gọi là tốt nhất, không nên gọi là đánh bừa đâu. Ui mà nó đo, bọn nó đang đánh anh em mình kia. Ơi thánh giống Việt Nam này, này này thì đánh anh em tao, này thì đánh em tao, đánh anh em tao. Có Phong Cận ở đây anh em không cần phải lo. Này thì đó, Phong Cận nghe chơi đánh úp mọi người ạ. À, từ phía sau, đánh từ phía sau, nhào vô bọn nó bị bất ngờ, bọn nó không làm việc được gì luôn. Ui mấy cái thằng này nó cầm khiên nó cứ đỡ đòn khó chịu quá bạn ơi, mình phải lăn ra phía sau nó quýnh. Ui chết rồi, no. Ui bọn nó vào đông quá bạn, nhìn kìa một đám luôn. Trời ơi, một mình làm sao mà quýnh lại một đám này được. Chết rồi, toan rồi. Cứ tưởng là thắng rồi, ai dè đâu mà nó kéo vô một đám luôn mọi người ạ. À. Ui anh em tôi, ui trong lúc tôi đang quan sát anh em tôi đang bị đánh. Ui trời ơi, nó đâm anh em tôi kìa. No. Rồi xong luôn bạn ơi, bạn nằm một đống luôn rồi bạn ơi. Ok. Đúng thật là game chiến đấu, nhìn thật sự bạn ạ. Còn một phút nữa, còn một phút nữa là sẽ hết trận đấu nha. Không biết là team mình có thắng nổi không đây. Rồi, tôi sắp hồi sinh rồi mấy ông ơi, nhưng mà tôi hồi sinh thì còn có 30 giây à, thì cũng đâu đánh được đâu. Không biết là team có thắng được không đây. Ok, hồi sinh. À may quá, hồi sinh kế bên đây luôn. Tôi nghĩ là chắc là nếu như mà tôi nhào lên tôi giúp thì may ra được. Lên nào. Yeah, thánh giống Việt Nam. Con ngựa sắt, cái đôi sắt. Đông quá. Em xin lỗi mấy anh được chưa? Em xin lỗi mấy anh được chưa? Mấy anh đánh em đau quá. Bắn nó đi anh em, bắn nó đi. Đúng rồi, hay quá anh em ơi, bắn nó đi. Hay quá, chỗ này mình còn anh em. Thôi là tí nữa toàn rồi. Bắn nó đi anh em, đúng rồi, bắn nó đi. Đúng rồi, hay quá. Rồi, để tôi xuống phụ anh em nè. Ôi chết rồi, kỹ năng đặc biệt của mình chưa hồi, mình phải hồi kỹ năng đặc biệt mình mới chém hồi máu được. Win! Yes! Ok bạn ơi. Ôi trời ơi, hồi hộp vãi, mình thề với bạn luôn. Ui tôi được cấp S luôn nữa bạn. Cấp S luôn nha. Phải nói thật, hơi bị xịn luôn, cấp S luôn nha. Ok bạn ơi, quá may mà thắng được, không thôi thua cái bạn lại cười tôi. Ok, một trận đấu vô cùng nảy lửa luôn, quá xịn sò. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã cho bạn thấy rằng là khi chúng ta vào trong thực chiến, chúng ta gọi là đánh nhau ở trong game này thì sẽ như thế nào. Bạn thấy tựa game này có hay không nào? Mình có cảm giác mình giống như là thánh giống của Việt Nam á bạn, đi tiêu diệt gọi là quân địch đó bạn, vui dễ sợ vui luôn. Ok, thì nếu như các bạn nào muốn tải cái tựa game này có thể kéo xuống phần mô tả bình luận, mình có để link tải bên dưới, các bạn hãy tải về để chơi cùng với Hero Team bọn mình nha. Biết đâu một ngày đó chúng ta lại gặp nhau trong game thì sao, đúng không? Ok, thì tựa game này cứ mỗi 3 tháng thì sẽ có một giải đấu khác nhau và có cả Việt Nam chúng ta thi đấu nữa nha các bạn nha. Nói chung là sẽ giống như là một cái giải thi đấu của toàn thế giới á, có rất là nhiều những đội game thủ từ những nước khác sẽ gọi là thi đấu với nhau và có cả Việt Nam chúng ta nữa, thì các bạn hãy nhớ cổ vũ cho đội Việt Nam của chúng ta nhé. Và ở Việt Nam chúng ta thì có một cái đội có tên là VN Hou. Đội này của chúng ta đã rất là gọi là xuất sắc khi đã giành được hai giải, đó chính là một cái giải là Á quân và một giải là quán quân luôn nha mọi người nha. Quán quân luôn á và Á quân. Trời ơi thời, Việt Nam mình coi bộ chiến thuật đỉnh cao nha, chắc là coi thánh giống nhiều á cho nên là cũng chiến thuật đỉnh cao. Ok, sau khi gọi là chơi xong tựa game này thì mình cảm thấy rằng là game này là một cái tựa game rất có tiềm năng phát triển và thực sự là chơi có thể nói là rất là giải trí sau những cái ngày làm việc mệt mỏi luôn. Những bạn nào mà học tập mệt mỏi á, mấy bạn có thể gọi là giải trí bằng cái tựa game này. Nói chung là game này thì nó cũng sẽ là game chiến thuật. Và tất nhiên rồi, đâu có dễ dàng gì một cái tựa game mà nó có thể sử dụng để thi đấu đâu các bạn. Một cái tựa game sử dụng được để đi thi đấu á, phải là một cái tựa game đòi hỏi cái sự trí tuệ rất là cao. Và game này là một cái game chiến thuật, không chỉ có đánh nhau đâu, mà nó còn phải sử dụng cả chiến thuật nữa để có thể giành được chiến thắng trong mỗi trận chiến. Thì đây đúng là một cái tựa game thật sự là rất là phù hợp dành cho những bạn nào mà thích những cái tính toán, những cái chiến thuật đỉnh cao. Ok, rồi, và mấy bạn hãy nhớ tải tựa game này về để chơi cùng Hero Team bọn mình nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Các bạn hãy nhớ qua bên kênh của anh Mr. Dịch để xem video của anh Dịch, ủng hộ cho Dịch luôn nha. Ok, tạm biệt mọi người, yêu anh em phải đòi. Bye bye.